Chào mừng đến với chương trình Cô gái đó là ai? Hãy chọn đi. Nữ hoàng sắc đẹp, cô nàng thân thiện, cô gái ngốc nghếch, nàng sếp cá tính và nhiều hơn thế nữa. Mỗi người có mỗi đặc điểm riêng và mỗi cá tính riêng để phân loại. Cô ấy là bạn tốt của nhau, hay là người thích buôn chuyện, xinh đẹp tuyệt trần, hay là người siêu vụng về. Hãy xem video mới của Woohoo về từng kiểu con gái. Và biết đâu bạn sẽ thấy được hình ảnh của mình ở trong đó thì sao? Thật khó để làm hài lòng cô nàng này. Ngay cả khi bạn tặng cô ấy một món quà, nó cũng thường quá bình thường. Đôi bông tai này giá bao nhiêu thế? 1 triệu ư? Tôi không nhận đâu. Tại sao là keo kiệt như thế cơ chứ? Cô nàng này luôn chọn những món đắt giá nhất trong menu. Và bạn thì chỉ được uống một ly nước lọc. Wow, sao bạn lại không thích tiêu tiền cùng với tôi chứ? Bạn thật vụng về, nhìn kỹ này. Đây là áo len Gucci đấy. Bạn có hiểu hay không? Đừng bao giờ gọi tôi lần nữa. Thế nhưng chỉ cần ngửi được mùi tiền, cô nàng lập tức đến ngay. Hãy gặp gỡ hoa hậu vật chất. Bạn có thể mua được tình yêu của cô ấy, nhưng sẽ tốn bộn tiền đấy nhé. Thí sinh tiếp theo là hoa hậu sắc đẹp. Cô gái này rất biết ăn mặc hợp thời trang. Cô mèo xinh đẹp này nhìn đời qua một đôi kính màu hồng. Hãy nhìn phụ kiện của cô ấy đi. Ngay cả một con kỳ lân cũng phải ghen tị về đôi dép này mất. Sở thích duy nhất của nàng ta là tám chuyện hàng tiếng trời. Tối nay ta sẽ đi đâu? Show diễn thời trang, khai trương câu lạc bộ hay ghi hình cho chương trình thực tế về những cô gái tóc vàng hoe? Tất cả đều hấp dẫn. Để xem quy định trang phục nào. Được rồi, tôi đi đây. Lựa chọn trang phục luôn là phần khó khăn nhất. Nên diện màu hồng như thế nào ta? Tôi chọn cái này. Vẻ ngoài thật quyến rũ, nhưng mà vẫn còn thiếu cái gì đó. À đúng rồi, một con chó nhỏ xinh. Con chó nào sẽ hợp với trang phục này nhỉ? Quả là một lựa chọn khó nhằn. Cuối cùng thì tôi sẽ mang cả hai đi. Ồ, ai đây? Đó là hoa hậu nhân ái, cô gái nhút nhát và trầm tính nhất thế giới. Cô nàng này rất thường hay ngượng ngùng và rất khiêm tốn. Cô ấy luôn đỏ ửng mặt trong cả buổi hẹn hò. Nhìn có đáng yêu không chứ? Cuộc hẹn hò chỉ toàn là uống trà thôi. Cô ấy thật nhút nhát và đáng yêu. Thế nhưng vào buổi tối, cô gái của chúng ta trở thành một cô nàng rất rất hư hỏng. Ngồi xuống chàng trai. Shhh, im nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời hoa hậu thô lỗ lên sân khấu. Chà, không cần mời, cô ta đã tự lên luôn rồi. Hoa hậu thô lỗ sống một cuộc đời không có luật lệ và quy tắc. Căn phòng như bãi chiến trường ư? Không sao, uống đi, có sẵn nước ngọt đây này. Xin thứ lỗi. Có vẻ như quý cô thô lỗ này chưa bao giờ biết về sự duyên dáng, thanh lịch và cách cư xử đúng đắn. Quý cô trẻ tuổi này luôn luôn bận rộn. Về nhà sớm ư? Chưa bao giờ nghe thấy. Cô ấy có hàng nghìn việc quan trọng cần phải làm ngay. Và người yêu thì không thể nào chen chân vào lịch làm việc dày đặc thế được. Giữ nguyên hoa đó, tôi có một cuộc gọi quan trọng. Bạn có giấy đó hay không? Ồ, thiệp ư? Hoàn hảo đấy. Xin lỗi chàng trai đáng yêu, hành động lãng mạn này không tạo ấn tượng cho cô ấy. Chào mừng lên sân khấu, nữ hoàng quản lý khủng hoảng, deadline và cuộc họp. Nữ doanh nhân phi thường.
Tiếp theo, Hoa hậu anh em. Cô ấy là một người hết sức hợp ý với nam giới. Ý tôi là con gái. Cô ấy bắn súng giỏi hơn bất cứ chàng trai nào. Chơi game thì quá cừ. Chúng ta là một đội ăn ý. Vậy liệu quý cô này có thích nước trái cây hay không? Này, anh đã đánh giá tôi sai rồi. Tôi không phải là một cô công chúa nhỏ nhắn đâu. Cho bia đi, làm ơn. Ngoài ra, quý cô này còn là một vệ tinh rất nhạy. Này, xem cô nàng nóng bỏng kia đi. Đi đi nào, chúc may mắn nha. Chào mừng Hoa hậu vụng về lên sân khấu. Cẩn thận chứ, đang phát sóng đó nha. Cô nàng tội nghiệp này thức dậy sau một đêm ngủ sai tư thế. Cô ấy luôn luôn đến trễ giờ làm. Nhìn xem cô ấy đang kéo dây kéo lên thì bị hư khóa. Chẳng lẽ tay cô ấy chỉ toàn ngón cái thôi sao? Cô ấy luôn làm lạc mất đồ. Điện thoại, kính, phụ kiện. Thậm chí đôi khi còn xịt nước hoa vào mắt nữa. Thành thật thì tôi cảm thấy không ổn cho cô ấy. Cả cuộc đời của cô ta là một chuỗi sự kiện không may mắn. Còn ai khác có thể va vào cả một người đang đứng yên cơ chứ? Mong là điện thoại vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã đến nơi làm việc. Ôi! Mọi người đâu cả rồi? Hôm nay chúng ta được nghỉ à? Tôi biết rồi. Cánh cửa lại bị kẹt. Có lẽ cô nàng nên đi xả xui thôi. Wow! Hãy chuẩn bị tinh thần. Đây là Hoa hậu tiệc tùng. Cô ấy là huyền thoại của mỗi hộp đêm và trên Instagram. Buổi tiệc thật phấn khích. Hoa hậu tiệc tùng là trung tâm của mọi hành động. Buổi tiệc này chỉ xoay quanh cô ấy. Shhh. Mọi người yên lặng nào. Bạn trai tôi đang điện. Vâng anh yêu, nửa tiếng nữa em về nha. Nào, tiếp tục quẩy đi nào. Nửa giờ kéo dài đến tận sáng. Ô, bé bỏng chào buổi sáng. Em đi làm đây. Anh nghĩ đôi giày này nhìn có ổn hay không? Cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nào. Ơ hơ, nếu ai đó tìm được điều khiển. Thật ngốc. Bạn chọn kiểu gì vậy? Tôi không thích phim đó, đổi đi. Yêu, bộ này còn tệ hơn. Tắt đi nào. Ổn thôi, chúng ta sẽ xem vở opera vớ vẩn này. Bạn vừa mới vò vỏ bánh đấy sao? Bạn chỉ cần xé nó ra là được mà. Sao vậy? Bạn đang làm gì thế? Nháy mắt ư? Thừa cá là bạn đang cố ý làm vậy đấy. Đừng cử động, tôi không muốn nghe gì cả. Thật sao? Bạn đang nhắn tin với ai đó? Ngay lúc này, bạn không để ý là chúng ta đang xem phim mà. Thật quá quá, tôi phát điên lên mất. Tôi đi đây. Thưa quý vị và các bạn, hãy gặp gỡ hoa hậu quá khích. Bạn tốt nhất là không nên làm cô ta lo lắng. Hai người này đã biết nhau từ thời còn mặt bỉm. Thế nhưng bọn họ đã không hề ưa nhau từ đó rồi. Trong lớp học, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Bọn họ làm đủ trò, đánh nhau, tố giác, hối lộ, nói dối và những trò chơi vô bổ. Cô Smith, anh ta gian lận kìa và trêu chọc tôi. Nói chung là anh ta rất thô lỗ. Hãy chuyển anh ta đi chỗ khác đi. Thế nhưng thời gian thay đổi. Con vịt xấu xí ngày nào nay đã là một chú thiên nga lộng lẫy. Và thật sang trọng. Chào mừng hoa hậu người bạn tuổi thơ. Cô ấy đã chiến thắng được trái tim của anh ấy. Và giờ cô ấy là hoa hậu cô dâu.
Cô nàng trẻ trung này biết rất rõ thông tin từng người đấy. Gặp gỡ hoa hậu buôn chuyện, những gì bạn nói cho cô ta sẽ có thể chống lại chính bạn đấy. Nếu bạn tin tưởng và nói hết những bí mật với cô nàng này, chắc chắn tất cả mọi người đều biết bí mật đó luôn. Mặc cho việc đã hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai cả, xin thứ lỗi cho tôi nha. Cô nàng sẽ gọi cho tất cả mọi người để kể về tin nóng hổi này. Không nhấc máy ư? Được rồi, tôi sẽ gọi cho người khác. Đang bận à? Thật tệ. Thế nhưng có một người luôn sẵn sàng nghe máy. Tổng đài xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn? Cuối cùng tôi cũng nói ra được những gì cần nói. Hả? Gì cơ? Cảm ơn thông tin hữu ích này. Bạn có muốn gặp gỡ tất cả cô nàng này không? Hãy bình luận bên dưới xem bạn giống ai trong số họ. Hay có thể bạn nhìn thấy được hình ảnh của bạn mình trong đó thì sao? Và các bạn ơi, đừng quên đăng ký kênh thích video này và bật chuông thông báo nha. Đừng bỏ lỡ những ý tưởng vui nhộn về các cô gái đến từ Woohoo.